Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên vừa triển khai thực hiện chủ động ca bệnh lao, lao tiềm ẩn tại cộng đồng tại khu vực biên giới phường An Phú năm 2023. Chương trình tổ chức tư vấn và sàng lọc triệu chứng nghi lao, xác định yếu tố nguy cơ chụp X-quang cho các đối tượng tham gia, tư vấn và chỉ định xét nghiệm cho người có kết quả X-quang bất thường, nghi lao và người có kết quả X-quang bình thường nhưng có ho khạc kéo dài trên 2 tuần. Thực hiện lấy đờm làm xét nghiệm Expert Turnout, thực hiện xét nghiệm IGRA hoặc Team TST. Qua đó, phát hiện chuẩn đoán sớm ca bệnh lao bằng chiến lược 2X, X-quang và Turnout Expert cho nhóm người tiếp xúc bệnh nhân lao, nhóm người nguy cơ cao sống tại cộng đồng và đưa vào quản lý điều trị hiệu quả trong chương trình chống lao quốc gia. Các chiến dịch phát hiện chủ động bệnh lao tại cộng đồng tiếp cận người dân có nguy cơ cao và người tiếp xúc hộ gia đình với bệnh nhân lao, góp phần truyền tải các thông điệp liên quan đến phòng phát hiện bệnh lao.